Sao Hoàng Nhật xin chào cả nhà. Em lên sóng của cả nhà con máy lọc không khí Panasonic. Các bạn nào chưa có thì tranh thủ đợt này máy đang rất là rẻ, mình mua về bảo vệ sức khỏe gia đình ạ. Còn với H50 này vào cái thời điểm cách đây vài tháng thì nó có giá dao động từ 3,2 triệu đến 3,6 triệu. Đấy, nhưng mà đợt này tại thời điểm này em đăng clip thì nó rơi vào giá có 2,2 triệu nhé. Còn này em bán là 2,2 triệu chưa phí vận chuyển. Máy đã được đấu biến áp điện 220V, màng HEPA thay mới. Về hình thức con này thì màu đen, vỏ nguyên. Hình thức như trên clip có thấy nha. Đúng chất bại. Tình trạng máy hoạt động ngon lành. Vỏ đẹp, không vỡ biết gì cả. Con này để mã số 6. Máy hoạt động full tính năng. Khóa trẻ em này. Hẹn giờ, chế độ tăng tốc dọn phòng nhanh, cảm biến ánh sáng, tắt bật eco, điều chỉnh cái chế độ này chỉ chạy được khi nó nằm ở đây nhé, điều chỉnh cửa dâng, cửa vẫy, điều chỉnh tốc độ lọc nhanh chậm khác nhau. Tốc độ lọc nhanh chậm thì bằng cách là tăng tốc motor thôi ạ. Ba chế độ lọc không khí buồng tự do, chế độ lọc không khí tự động và chế độ lọc không khí và buồng tự động này. Bật eco báo phần trăm độ ẩm, cảm biến bụi mùi, báo không có nước trong bình. Con này màng HEPA thì được thay mới rồi ạ. Thay mới cả nhà nhé. Màng này khi mà hỏng vài năm thì các bác thay cái màng này 300.000 một chiếc. Bán rất là nhiều, rất sẵn nên không lo về đồ. Màng than hoạt tính này thì mình không cần thay nhé. Dùng một thời gian mình mang đi sửa, phơi khô dùng tiếp ạ. Màng than hoạt tính của Pana rất là dày, khử mùi tốt. Con máy này thì mình dùng trong phòng khoảng 30m² đổ lại đấy. Rất phù hợp với các cái phòng ngủ vừa phải. 30m² đổ lại. Máy có tính năng bù ẩm. Bên này là bình nước bù ẩm này. Bình nước nha, mình cho nước vào đây, mình bù ẩm làm tăng độ ẩm lên. Màng tàu ẩm nguyên bản như mới tinh này, trắng đẹp. Một con máy khá xuất sắc về mọi thứ. Bên dưới này không sổ máy đấy. Năm sản xuất 2012, VH50, 43W, điện 100V. Con này thì đã đấu biến áp thành điện 220V rồi cả nhà nhé. Hàng bãi full tính năng, bảo hành 1 năm. Giá 2,2 triệu. Bác nào chốt thì... À xin lỗi, 2,1 triệu các bác nhé. Con này em lấy 2,1 triệu thôi chứ không phải 2,2 triệu. Các bác nào lấy thì các bác liên hệ nhé. Bảo hành 1 năm, chào cả nhà.